Ok, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của mình nha. Và hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn đó chính là vị tướng Liliana, cửu ví yêu hồ. Đây là cái vị tướng được ra mắt tại máy chủ thử nghiệm cho anh em. Anh em có thể vào máy chủ thử nghiệm và trải nghiệm luôn cái vị tướng này. Bây giờ thì tôi đập hộp luôn cái vị tướng này nhá. Liliana là một cái vị tướng, anh em có thể tưởng tượng là cô nàng này có tổng cộng là 6 chiêu thức. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Không hiểu là cái thời đại gì mà bây giờ toàn là ra các vị tướng cực kỳ nhiều chiêu thức khác nhau. Về trang bị thì chúng ta bỏ qua nhá. Bây giờ chúng ta chỉ có test chiêu thức mà thôi. Đầu tiên đó chính là nội tại của cô nàng. Đó chính là có hai cái hình dạng, đó chính là nhân hình và hồ hình. Sau khi anh em chuyển sang cái giai đoạn ở cái trạng thái hồ hình thì anh em được tăng giáp này, tăng tốc độ chạy này, tăng sát thương vật lý. Tại vì ở trong cái trạng thái hồ hình anh em phải đánh sát thương cận chiến. Đây là cái chiêu thức 1 của cô nàng. Tôi đang rất là cấu rỉa hay hắn ta đây. Đây là làm choáng. Tiếp theo là wow, Arum rất là khó chịu bởi các chiêu thức không chê của cô nàng. Chiêu thức 1 mang tên là hồ quang lục. À không phải lực mà là lục mà là lực luôn. Ở cái chiêu thức này thì tung ra một đòn đánh. Còn khi mà ở trong trạng thái hồ hình thì cho cô nàng cái khả năng, đó chính là tấn công ở cận chiến rất là mạnh luôn. Anh em chơi vị tướng này có thể tưởng tượng đến cái vị tướng là Nidalee gì đấy ở Liên Minh Huyền Thoại. Chúng ta chuẩn bị chuyển sang trạng thái hồ hình nhá. Chiêu 2 gây choáng ở trạng thái nhân hình và cấu rỉa sát thương cực kỳ xa đây. Sát thương rất là lớn. Chúng ta chuyển qua trạng thái hồ hình, tấn công, bắn ra một cái cục năng lượng và gây sát thương, tấn công cho Arum. Anh em có thể thấy là cái năng lượng của tôi rất là khỏe và hạ gục ngay được Arum. Chúng ta chuyển sang trạng thái nhân hình ngay lập tức. Có thể nói là cái vị tướng này chuyển trạng thái cực kỳ nhanh luôn. Anh em nhìn nhá, đấy, trạng thái nhân hình với lại chuyển qua trạng thái. Khi mà chúng ta chuyển trạng thái thì được biến đổi thêm một lần lướt đi đây, rất là mạnh. Chiêu thức 1 của trạng thái hồ hình tức là chúng ta cào cào ở bên xung quanh phạm vi rất là hẹp nhỏ thôi đấy, và chúng ta bồi thêm một con đòn đánh thường. Tức là sau khi anh em sử dụng xong cái chiêu thức 1 này, anh em phải bồi ngay thêm một đòn đánh thường để mà gia tăng tối đa cái sức mạnh của cô nàng này. Chúng ta chuyển sang trạng thái nhân hình để mà lướt thêm một lần, làm choáng ngay vị tướng Arum này. Vâng, cấu rỉa thêm trạng thái hồ hình để mà chạy ngay để mà khỏi cái tầm phạm vi tấn công của thú sổng của Arum. Đây anh em nhìn nhá, bắn ra một cục năng lượng. Wow, đây, không để chạy được luôn. Cái cục năng lượng kia thì tức là đuổi đến khi nào mà bị trúng thì thôi, không để chạy được, cực kỳ khỏe luôn. Hồ hình nhá, đấy, làm choáng. Chiêu thứ hai, bắn. Anh em nhìn đi, có chết được không? Không đủ sát thương, ok. Chúng ta lại vồ lên một cái lần. Ôi thôi, đèn quá anh em ạ, không sao. Chúng ta lại tiếp tục để mà quẩy với vị tướng này. Có thể nói là cái bộ chiêu thức của vị tướng này thì cực kỳ đa dạng. Mà thực sự cảm thấy tôi đang cảm thấy rất là choáng ngợp khi mà với một vị tướng mà có tận 6 chiêu thức. Khi mà lần đầu tiên chơi, tôi thực sự thì chưa biết được là cái chiêu thức của cái vị tướng này nó ra sao. Hồi đầu thì hơi bị ngỡ ngàng một chút, nhưng bây giờ thì nó bớt được chút, gọi là khá là quen thuộc rồi. Ok, làm choáng đây. Cấu rỉa chiêu thức 1. Ok, thanh niên này cũng biết né gớm. Ok, không sao. Bây giờ là chúng ta đang ở trong cái trạng thái nhân hình, nó hay hơn. Làm choáng, khống chế, cấu rỉa sát thương. Ok, ôi, tôi nhầm anh em ạ. Tính là lao vào hắn ta nhưng lại tôi nhầm mất. Đấy, anh em thấy đấy. Tức là chiêu thức 2 của anh em phải vồ trúng người nhá. Anh em phải vồ trúng người ấy thì mới có thể kích hoạt, tái kích hoạt lần 2 và phóng ra một cái cục năng lượng nó cực kỳ khỏe và bám rất là nhây lì luôn. Ok, không sao, anh em có thể thấy là cái lượng máu của tôi nó cũng chả là bao, nhưng mà so với Arum hắn ta lên chống chịu thì hơi khó chịu một chút. Hồi phục một tẹo. Ok, không sao, chúng ta lại tiếp tục cấu rỉa thôi. Tức là cái vị tướng này phải cấu rỉa trước. Đây, làm choáng, ôi tiếc quá, lại xịt mất. Không sao, cái chiêu thức 1 của hồ quang lực này nó rất là ghê luôn. Ok, anh em có thể thấy được là tôi rất là hoành tráng khi mà bất chấp luôn cả cái trụ phi ở đấy. Hai cái trạng thái đó chính là hồ hình và nhân hình có thể đảm bảo cho tôi sử dụng chiêu cuối liên tục và có các pha lướt đi lướt lại, có thể nói là thoải mái, không phải sợ cái trụ nó bắn làm gì cả. Với lại ở cái bản đồ mà solo một đường thế này thì cái trụ nó chẳng là bao để mà chúng ta có thể sử dụng. Ok, chúng ta tiếp tục đẩy trụ thôi, kiếm một chút vàng để mà có thể ăn thua hơn với cái vị tướng này. Ok, làm choáng này, cấu rỉa chiêu 1 này, trạng thái hồ hình, tấn công lên, bật chiêu 2 kích hoạt lần 2. Và tiếp theo đó chính là chiêu 1, cào, không cào được luôn, hắn ta chạy nhanh có không sao. Chuyển qua trạng thái nhân hình và cấu rỉa, xem ra là cái vị tướng này đang muốn chơi nhây với mình đây. Ok, chiêu thức mặc dù hơi hụt một chút, ok, lại tiếp tục. Anh em có thể thấy là chiêu thức của nó hồi phục rất là nhanh. Ok, liệu có chết được không đây, không sao.
tôi có thể né được, tôi tin tưởng là cái pha này tôi có thể né được, không sao. Ok, trạng thái hồ hình để mà chạy. Tiếp tục lại lại chạy lần 2 với cái chiêu thức 2 kia. Như vậy là chúng ta có thể là có tận 3 lần để mà lướt đi với cái trạng thái hồ hình, nhân hình và chiêu thức 2. Chiêu thức 2 này mang tên là gì để mà tôi tí kiểm tra lại cho anh em nhá. Thực sự thì chưa được xem cho nó chuẩn bài cho lắm. Ok, chúng ta lại ra đường nào. Chiêu thức 2 thì mang tên là hồ quang đạn, nghe rất là hoành tráng. Tóm lại là vừa làm choáng vừa khống chế. Ok, làm choáng đây. Chiêu thức 1. Ok, thanh niên này nhây thế nhỉ? Định không đi chạy luôn. Ok, hồ hình biến lên và chơi chiêu 2 kích hoạt. Vượt chiêu 1 nào. Ok, anh em phải thấy là cái sát thương của tôi ở hai trạng thái nó không phải dạng vừa đâu. Tất cả đều có khả năng cấu rỉa và chiên sỏ rất mạnh. Ok, né 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 né. Xem ra là cái vị tướng Arum này nó lên hơi bị trâu bò rồi anh em ạ. Đây là một cái vị tướng nó mà tấn công được nó lại hồi máu rất ghê. Thực ra mình nếu mà tiếp cận ấy thì lại bị cái mấy con thú sủng của nó để mà cấu rỉa cào cấu rất là khó chịu luôn. Ok, tôi đang rất là cố gắng đây. Cố gắng, ui rồi lại ăn cái quả thú ngục của nó rồi. Không sao, tôi chiêu 2 lên làm choáng hắn ta luôn. Không sao, trạng thái của tôi thì nó có vẻ như rất là vượt trội khi mà thằng kia nó lên chống chịu nhiều hơn là lên phép. Còn tôi thì nó lên phép rất là nhiều. Không sao, chúng tôi đang vờn vờn nhau kiểu như là mèo đuổi chuột không bằng ấy. Chứ không sao, xem ra cái chiêu thức của tôi nó có nhiều sát thương hơn, không ổn chút nào luôn. Tôi cảm giác là mình đang hơi bị thất thế, nhưng không sao. Cái khả năng từ cái chuyện quyền trượng R-Hie đảm bảo cho tôi có khả năng hồi phục rất là ghê. Ok, tranh chấp ai ăn được đây. Đèn quá anh em ạ, hắn ta ăn được mất rồi. Không sao, mình với hai lần có khả năng dịch chuyển khi chuyển sang trạng thái hồ hình thì đảm bảo cho mình là có thể an toàn được. Có thể vờn vờn ở đây không sao. Đấy anh em phải thấy đấy, tôi chắc chắn là có thể vờn trước mặt cô nàng này nhưng mà không hề sợ điều gì luôn. Có thể thấy là cái vị tướng này khi mà lên full sát thương ấy, tức là lên full sát thương phép thuật ấy, anh em có thể tạo ra một cái vị tướng nó có khả năng one hit bất kỳ một vị tướng nào khi mà ở trong hai cái trạng thái. Trạng thái đầu tiên thì có chiêu thức hồ quang đạn gây choáng, chiêu thức hồ quang lực lại cấu rỉa sát thương, và chúng ta có chiêu cuối để mà biến đổi ở hai trạng thái hồ hình và nhân hình cực kỳ tiện lợi. Đây, vậy là xem ra là team thanh niên bên kia nó lên hơi bị nhiều chống chịu, tức là cái huân chương choi ra vậy mà tôi thấy cảm thấy là cái lượng sát thương tôi gây ra nó không được đáng kể cho lắm. Nhưng mà không sao, cái lượng trang bị của hai chúng tôi thì đang đến cái giai đoạn gần kết khi mà cả hai đều gần full trang bị rồi. Không biết là cái kèo đấu này nó có thể là kết quả ra sao đây. Cả hai thanh niên đều rất là nhây, không sao, mình ăn ngay cái cục hồi máu này để mà cho hắn ta chịu áp lực nhiều hơn. Vì dù sao thì vị tướng Arum nó thiên hướng nhiều về phần chống chịu nhiều hơn, tức là về phần hút máu với lại gọi là gì được nhỉ, gọi là chống chịu đi. Không sao, chơi luôn, chơi thẳng mặt luôn để xem thanh niên nào cắn mèo nào cắn mỉ nào, đúng không nào. Đây là một con cáo rất là ghê. Đây là trạng thái nhân hình của tôi, chuyển ngay sang trạng thái hồ hình, tiếp cận rất ghê luôn. Chiêu thức 2 bật vào, lần này mày chạy bằng rơi nhá. Ok, mai hả bưởi. Ok, vậy là chúng ta vừa hạ gục xong thanh niên Arum này. Thanh niên rất là cứng luôn, chơi nhây lì với mình luôn. Không sao, bây giờ chắc là mình phải đẩy trụ thật là nhanh thôi, kết thúc trận đấu này sớm để mà làm cái video cho anh em. Ok, bây giờ là anh em có thể nhìn thấy là khi mà chuyển sang cái trạng thái nhân hình này thì chúng ta đánh trụ nó không thấm cho lắm. Nhưng không sao, tôi thích cái ở cái trạng thái nhân hình này hơn vì nó có cái phần khống chế rất hay. Anh em nào mà chơi Liên Minh Huyền Thoại chắc là biết đến cái vị tướng Nidalee rồi. Thì có cái khả năng phóng giáo phi giáo rất là hay. Thì đây, hồ quang đạn đây nó cũng gần giống như là cái phóng giáo, đúng không nào. Chúng ta có thể chuyển đổi ở hai cái trạng thái nhân hình và hồ hình. Tiếc là mình phải đợi đến cấp độ 4 đấy. Anh em có thể thấy là tôi đang rất là trâu bò rồi. Cái trụ này tôi có thể chấp luôn, chơi luôn, chơi thẳng mặt anh em ạ. Đấy, né ngay bằng cái chiêu thức biến đổi sang nhân hình từ chiêu cuối. Cái vị tướng này thì là có cần cái thời gian hồi chiêu anh em ạ. Có cần thời gian hồi chiêu, tức là thời gian hồi chiêu càng nhanh ấy thì tối đa 40% một chiêu, rất là khỏe luôn. Ok, không sao, may mà thú sổng nó bị tách ra bên ngoài, không sao. Thanh niên định chơi nhây với mình anh em ạ. Vậy là mình quyết tâm là chơi luôn, bằng trụ chơi thẳng mặt luôn. Mình tự tin là mình có quyền trượng R-Hie đủ lại cho mình hồi phục khả năng ở trong trụ. Ai ăn ai đây. Ok, vậy là mình vừa hạ gục xong thanh niên Arum lần 2. Chắc là mình kết thúc trận đấu này luôn anh em ạ. Chứ ở cái trận đấu này đánh nhây nhưa quá thì nó cũng rất là mất thời gian. Và tổng cộng thì tôi hạ gục được thanh niên này không ngờ là tận 4 lần rồi cơ. Xem ra đánh quá nhiều với lại nói quá nhiều khô cả họng rồi. Thì bây giờ là tôi mới để ý là cái mạng của tôi hạ gục thì bây giờ là 4-0 rồi. Chắc chắn là thanh niên Arum này không thể ăn lại tôi được rồi. Tôi quyết định là chuyển sang trạng thái hồ hình và quyết định là giải quyết luôn cái trụ này. Wow, anh em để thấy là chúng ta ấn chiêu 1 sau đấy là chơi trạng thái ở chơi lại kích hoạt thêm một lần bằng chiêu thức 1 bằng cái đòn đánh thường thì nó sát thương rất là ghê. Ok, kết thúc trận đấu ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem về Liliana nhá, cửu bí yêu hồ. Nhớ để like một share cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.
Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.